Kính thưa sư phụ, con tên là Nguyễn Thành Danh, pháp danh là Ngộ Túc Hạnh. Hôm nay con có câu hỏi xin đặt cho sư phụ là con đọc trong kinh Tứ Vô Lượng Tâm, con thấy là có tâm từ ba la mật, tâm bi ba la mật, tâm hỷ ba la mật và tâm xả ba la mật. Vậy con xin hỏi sư phụ là ba la mật là gì? Tại sao mình không nói là tâm từ mà phải là tâm từ ba la mật? Và trong Nam truyền thì có 10 ba la mật, Bắc truyền thì có 6 ba la mật. Vậy các Phật và Bồ Tát đã hành ba la mật như thế nào để đạt được sự giác ngộ giải thoát? Và trong đời sống được hỏi nhiều quá. Trong đời sống của chúng con nên làm gì để tăng trưởng độ ba la mật? A Di Đà Phật. Đây là một câu mà trở thành là 4-5 câu. Ba la mật là phiên âm Hán Việt của chữ Pali và Sanskrit Paramita, được dịch đó theo hai nghĩa. Thứ nhất đó, là bờ bên kia, tượng trưng cho sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Ở nghĩa thứ hai đó, gắn với một thuật ngữ Phật ở phía trước, như chẳng hạn 6 ba la mật hay là 10 ba la mật đó, thì ba la mật có nghĩa là trọn vẹn hay là toàn hảo, hoàn hảo hay là tuyệt đối. Ở ngữ nghĩa này đó thì từ ba la mật dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại đó là sự hoàn thiện về tâm từ, Metta Paramit. Và tâm từ đó được định nghĩa là sự thương hiu theo hướng mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm. Và Karuna Paramit tức là sự toàn thiện về tâm bi, nghĩa là lòng cảm thông sâu sắc đối với các nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Theo nghĩa chúng ta giúp họ trọn vẹn nhổ lên được các nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn á, chúng ta nỗ lực một cách nửa về, nửa đường á, dừng lại, 3/4 đường á, thì thối thoát. Có người đã chưa xuất phát á, đã sợ hãi rằng mình không có đủ năng lực, không đủ bản lĩnh, không đủ kiên trì, hoặc á, cứ nhẩm ở trong đầu việc này đó vụt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Thì những người như thế đó sẽ không bao giờ đạt được Paramit, tức là ba la mật, tính trọn vẹn, tính toàn hảo. Thì trọn vẹn và toàn hảo nào cũng đòi hỏi việc theo đuổi một cách kiên trì, không gián đoạn. Cũng trên tinh thần đó đó, các vị thánh A-la-hán trong Phật giáo Nguyên Thủy, các vị Bồ-Tát trong Phật giáo Đại Thừa luôn luôn nỗ lực hoàn thiện các phẩm chất cao quý một cách trọn vẹn. Mà ở lĩnh vực đó đó thì không có gì trọn vẹn hơn, toàn hảo hơn. Tức là làm đến nơi đến chốn, làm với kết quả cao nhất. Thì khi mà mình làm như vậy đó thì chúng ta không phải mất thời giờ sửa đi sửa lại, sửa tới sửa lui, sửa xuôi sửa ngược. Thì đi một ví dụ đơn giản, người không có điều kiện tài chính, thắt lưng buộc bụng, khi cất một căn nhà đó thì vách tường có thể là đất sét trộn với rơm, hoặc là vách tranh,
hoặc là vách tôn, khá hơn chút xíu đó là tường xi măng nhưng mà không có tráng xi măng bên ngoài, chỉ có gạch đan xen với những lớp xi măng kết dính đó. Việc xây nhà như những cách vừa nêu được xem là nhà chưa đạt được chuẩn ba la mật. Sau vài năm quý vị phải trùng tu, nhất là nhà vách lá, chừng năm mùa mưa lá đó sẽ vụn nát hết. Quý vị sẽ tốn lại một cái khoản tiền tương tự hoặc nhiều hơn tùy theo giá trị thị trường lúc bấy giờ. Và cứ như thế đó, nếu căn nhà chúng ta sống cho một kiếp người là 60 năm thì quý vị phải thay vách lá đó ít nhất là 11 đến 12 lần. Tổng hết số tiền mua vật liệu và tiền công chắc chắn sẽ mắc hơn là một bức tường bằng gạch. Mà nếu gạch đó đó có tô trét xi măng, rồi ngoài lớp xi măng có thêm lớp đá hay là gạch men áp lát lên thì chắc chắn rằng là cái tính bền vững của nó sẽ cao hơn nhiều lắm. Cho nên tương tự, khi mình nỗ lực hoàn thiện một phẩm chất mà theo đó nó giúp cho chúng ta trở nên thánh thiện, thì làm sao cho phẩm chất nó được trọn vẹn chứ đừng có nửa về. Đó là hiểu theo cái nghĩa bao quát nhất, sự trọn vẹn, sự toàn hảo, sự tuyệt đối. Nhưng nó khác với cái bệnh cầu toàn. Bệnh cầu toàn là chúng ta chấp vào tâm lý, chấp vào thái độ. Còn cái chất lượng nó tạo ra sự hoàn thiện mà chúng ta gọi đó là ba la mật. Ba la mật trong các phẩm chất tu đối với thánh A La Hán và Bồ Tát đó giúp cho chúng ta khép lại các nỗi khổ niềm đau và đạt được sự giác ngộ giải thoát. Cho nên trạng thái giác ngộ giải thoát đó được xem là bờ bên kia, đối lập lại với bờ bên này của người phàm, của lối sống phàm, thói quen phàm. Như vậy để áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn đó, thì khi chúng ta nỗ lực làm một Phật sự hay là một thiện sự, làm cho trọn vẹn, làm cho chắc chắn, làm cho bền vững. Đã. Còn áp dụng vào trong tình huống cụ thể, ví dụ như bố thí ba la mật, một trong 6 ba la mật của Phật giáo Đại Thừa, một trong 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong Kinh Đàm Pali, Đức Phật định nghĩa, thứ nhất, hoan hỷ trước khi làm, tức là mình rất là thao thức cái thời điểm được làm một Phật sự, một thiên sự nó đến gần với mình hơn để mình khỏi phải trông chờ nữa. Thứ hai là hoan hỷ đang khi làm. Thì trong thời gian 5 ngày vừa qua, tăng đoàn hướng dẫn quý vị làm vườn, nhổ cỏ, cuốc đất, trồng cây, tưới nước, rồi phân công á, rửa chén bát, rồi hành đường, là làm những công việc khác để phục vụ cho khóa tu. Phần lớn ai nấy đều nở gương mặt tươi rói khi được phân công và thậm chí tình nguyện xung phong vào. Còn những người á bị đau nhức khớp á, thì sẽ tìm cái việc nó thích hợp hơn, quan hệ với những công việc đó. Đó là quan hệ đang khi làm. Rồi tương tự khi mình trao tặng một cái quyền sở hữu cho một người nào đó, cho một tập thể nào đó, chúng ta cũng thể hiện sự hoan hỷ tương tự. Và thứ ba đó là hoan hỷ sau khi làm, nghĩa là việc đó đã khép lại, người tiếp nhận, đơn vị tiếp nhận, tập thể tiếp nhận nếu biết ơn thì quá tốt, nếu không biết ơn, thậm chí đền ơn bằng trả oán, chúng ta cũng không nói đuối tiếc, bằng những cái nhận thức hay là lý luận rằng là nếu lúc trước tôi không giúp, không ủng hộ, không đóng góp, không cúng dường thì vì đó sẽ thế này thế kia, chùa đó, nơi đó, địa điểm đó
sẽ không được như bây giờ. Thì sự nuối tiếc đó đó là một cản trở lực của tâm từ bi. Người không biết ơn, không đền ơn đó là lỗi của họ. Còn việc nghĩa, việc phước, việc đức chúng ta làm đó là hoàn thiện phẩm chất cao quý của mình. Thì đạt được đó, ba tiêu chí đó, thì bố thí đó được gọi là bố thí trọn vẹn, tức là bố thí ba la mật, Dana Paramit. Trong Phật giáo Đại Thừa và cụ thể là kinh Bát Nhã Ba La Mật, thì bố thí ba la mật được định nghĩa là không quan trọng mình là người ban ơn, không quan trọng tặng phẩm mà mình chia sẻ, bố thí, cúng dường, hiến dâng cho người khác. Và không có ý niệm buộc người tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa lại. Người thực hiện được ba tiêu chí vừa nêu được xem là bố thí ba la mật, tức là bố thí trọn vẹn. Cho nên khi thực tập điều gì đó mà muốn được tính trọn vẹn thì chúng ta phải quyết liệt, quyết tâm làm nữa để tính chốn. Đó là trong phần ứng dụng đối với những vấn đề thuộc về thế sự. Còn đối về vấn đề tu tập thì ba la mật cũng là tu tập để tính chốn, không dướng chấp vào cái tôi, cái tôi sở hữu và mọi thứ trên đời. Thì trên tinh thần đó đó, thì việc dấn thân của các thành viên tăng đoàn cũng như sự đóng góp tham gia của các quý Phật tử góp phần trực tiếp tạo ra sự ba la mật của Phật sự hay là an sinh xã hội, giúp cho việc đưa Phật giáo vào trong cuộc sống đó có hiệu quả hơn. Cho nên thầy rất mong mỗi thành viên chúng ta đều trở thành là một dịp nói cho tất cả các sự ba la mật mà chùa Quảng Đông Hải, chùa Giác Ngộ và hệ thống chùa trực thuộc chùa Giác Ngộ nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được ở hiện tại và trong tương lai.